Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 3 năm 2023 cho các quần chúng ưu tú đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Nam Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đại diện các ban xây dựng Đảng, Văn phòng huyện ủy. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Nam Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, đồng thời là nhiệm vụ của Trung tâm Chính trị huyện, có ý nghĩa và vị trí hết sức quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Mỗi tổ chức đảng phát triển thêm một đảng viên mới là tăng thêm sức mạnh, sức chiến đấu của chi bộ nói riêng và của toàn đảng nói chung. Những quần chúng ưu tú tại lớp học này thực sự là những quần chúng xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất, có phẩm chất, đạo đức lối sống lành mạnh, có uy tín trong quần chúng, là những người có lý tưởng cách mạng, tích cực hoạt động trong hệ thống chính trị, có vai trò nòng cốt trong đoàn thể nhân dân được các cấp ủy đảng phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn vào danh sách cảm tình đảng và ra nghị quyết giới thiệu đi học lớp nhận thức về đảng đợt này. Đồng chí Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện yêu cầu các học viên học tập nâng cao ý thức kỷ luật tự giác thật nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và làm tốt bài thu hoạch theo chương trình của ban tổ chức lớp học đề ra. Trung tâm Chính trị huyện làm tốt công tác quản lý lớp học, quản lý học viên, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để các học viên tham gia học tập. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4 năm 2023, các học viên được tiếp thu và nghiên cứu các chuyên đề, khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung cơ bản cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp học nhằm giúp đoàn viên ưu tú nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc, từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.